走走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 
Trời ơi, Ken con làm gì cô chui vô cái thùng mà. Các bạn ơi, nay bạn Ken bán, có bán kẹo hả? À, bán kẹo mà ngồi trong thùng như là bán kem vậy đó. Đâu bán kẹo gì đâu, giới thiệu cho ba chứ. Đưa đây ba mua kẹo cho. Cái này kẹo gì ạ? Wow, các bạn ơi, đây là kẹo, kẹo lữ dài luôn, kẹo cuộn nè, dài dài lắm á. Còn đây là kẹo gì? À, đây là kẹo bạn chữ cái nha. Và bạn chữ cái, bạn chữ số nè, chút mình lấy ra mình xem thử. Thôi đẹp quá. Ụp cái đầu luôn rồi. Rồi chui ra. Quên nữa, đây này bạn Ken có ba cái kẹo mút khổng lồ nha. Và một bịch đó. Bịch này bịch gì hả bạn Ken? À, một bịch cơm. Cơm rang, bắp rang á. Rồi một cái kẹo mút màu hồng nữa. Đây, rồi. Rồi ụp ụp lại luôn nha. Rồi nằm xét vô ụp vô luôn. Tao à, ngồi xét luôn, ngồi xét xuống ụp lại được. Cơm đầu xuống. Cơm đầu xuống. Rồi. Các bạn ơi, nhốt bằng Ken trong đây luôn nha. Có hết rồi. Ủa bằng Ken đi đâu rồi ta? Trời ơi, không thấy bằng Ken luôn á. Rồi bằng Ken đi đâu mất tiêu rồi ta. Trời ơi, định bỏ xu lên mà bằng Ken ngồi dậy rồi. Xu lận hả? Rồi giờ bắt xu bỏ vô thùng luôn. Bắt xu bỏ vô thùng. Đây, rồi bắt vô bỏ vô thùng luôn. Rồi, còn nữa không? Bắt chung một đắng bỏ vô. Không, còn con nữa hả? Ôi, nó bò đó kìa. Nó sợ rồi con, nó sợ rồi, thôi thả nó ra đi. Nó sợ rồi, la rồi đó. Rồi các bạn ơi, một bạn su màu đen đã bị nhốt trong cái thùng rồi. Thôi thả nó ra đi, nó khóc á. Thả ra không? Không chịu thả luôn hả? Chứ sao mới thả lận? À, chúc con thả cho hả? Rồi, vậy giờ mình gỡ kẹo ra ăn nha. Rồi. Bây giờ hai chị này gỡ kẹo bây giờ vậy mình mở cục kẹo, kẹo lưỡi dài trước nha các bạn. Đây, kẹo cuộn dài nè. Đây. Wow. Ôi, xu nó sủa kìa, xu nó sủa con đó. Wow, nè các bạn ơi, nè, kẹo nè. Rồi, kẹo dài ghê chưa? Ôi, kẹo này kẹo gì mà dài dữ vậy bạn Ken? Kẹo cái lưỡi á. À, kẹo cái lưỡi nó dài khổng lồ luôn hả? Dạ. Ui, ngon không? Ngon luôn hả? Để coi thử. Các bạn ơi, kẹo này nó có 6 mùi luôn nè. À, để ăn thử coi nó ngon không nha. Đây. Nè bạn Ken ơi. Đây. À, không ra, liếm thử coi. Chân không ăn á. Thôi. Chân nhỏ mở đi. Thôi nè các bạn, đây kẹo này dài nè, bạn Ken không ăn, giờ mình ăn thử nha. Coi có mùi sao. Quả thơm á, kẹo này nó có mùi chanh nè, mùi cam. Mùi gì nữa ta? Mùi xin gươm nữa. Ơ ừ, con thả xu ra đi. Cho nó ăn cục kẹo. Cho ăn cục kẹo này nha. Yes papa. Cho papa. Tell him lies now papa. Open your mouth. Dính là từ từ nó mới ăn được. Rồi, bây giờ mình mở kẹo bảng chữ cái ra nha các bạn. Đây là kẹo bảng chữ cái nha. Có con số luôn á. Nhiều lắm á. Nè Ken, con mở phụ ba đi, xu nó không ra đâu. Đó thôi, thôi mình để kẹo trên cái thùng đi, cho nó sạch. Rồi, để kẹo lên.
rớt kẹo của con, cái bình đó ba mở rồi, con làm nó rớt ra luôn rồi. Rồi mình để đây là mình mở ra coi nha các bạn. Rồi đừng mở kẹo mình chạy mốt. Rồi con mở kẹo ra cho các bạn xem nhé. Mở ra. Con để lên trên nghe nó rớt á. Chết rồi, nó rớt mấy cục rồi nè. Rồi cho anh Xu nè, kẹo này rớt anh Xu ăn đi. Rồi con bỏ đây cho các bạn xem chứ. Đây ba rỡ bở thì mịt này cho các bạn xem nha. Đây này các bạn ơi, quá à, Su nó nghe mùi kẹo nó đội lên rồi. Đây các bạn, đây là kẹo bản chữ cái nè. Đây là chữ đâu số 1 đâu, ngon không? Số 1 ngon không? Còn cái này chữ gì con biết không? Chữ N nè. Chữ A đâu, con lấy chữ A cho ba coi thử. Wow, cái đó là số 7 á. Cái đó số mấy? Wow, chữ V, chữ Y. Rồi đây cho các bạn xem nè. Đây các bạn ơi, đây là kẹo bản chữ cái, kẹo dẻo ngon lắm á. Đây chữ T nè, số 5 nữa nè. Và ăn thử số 5 nha. À, ngon quá. Su ơi, Su là cú Su đen, là Su ơi. Su ơi, Su. Bạn Ken giờ bạn Ken nhốt cú Su đen trong đây nè. Su ơi, Su. Su ơi, Su ơi, Su. Su nhỏ nè. Đây. Su, Su. Su. Su đen nằm trong đây á. Su, 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 Su. Có kêu bạn Ken nè, bạn Ken thả Su đen ra đi. Su trắng rồi. Bạn Ken không chịu thả luôn hả? Ôi giờ sao không giờ? Giờ con thả nó ra luôn hả? Nó khóc á. Em mở cây kẹo mút nha. Em mở cây kẹo nào? Mở một cây kẹo mút đi. Con thích kem cây nào nào? Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở cây kẹo mút màu đỏ nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken thả con Su ra nha. Một con Su đen ơi, ra đi con ơi. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ ghê không bà. Quá, ấy rồi. Nó chạy ra được không? Nó chạy ra được luôn hả? Rồi, rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo mút ra cho chúng ta xem bên trong nó có cái gì nha. Kẹo mút hả? Ừ, rồi bạn Ken sẽ mở cái kẹo mút khổng lồ màu đỏ ra nha. Để coi có gì bên trong ta. Wow. Ồ, ui. Thì màu đỏ mà sao cái đó nó màu cam gì kỳ vậy bạn Ken? Ôi. Trời ơi. Quá trời kẹo luôn, nó dính luôn rồi. Khủng long. Đâu? Khủng long. À, một con khủng long này các bạn ơi. Quá dễ thương quá. Khủng long màu gì? Màu vàng. Ừ, màu vàng. Đâu đếm coi mấy cái kẹo. Có cái kẹo sô cô la đã anh ta. Rồi đây là cái kẹo nhỏ nè. Các bạn ba cái kẹo sô cô la luôn nha. Hai cái kẹo màu đỏ nè. Đây hai cái kẹo màu vàng luôn. Quá kẹo màu xanh nước biển nè bạn Ken ơi. Ba cái kẹo màu xanh nước biển luôn. Rồi hai cái kẹo màu xanh lá cây. Hay quá. Rồi con mở bịch cơm không? Ăn cơm không? Không ăn cơm hả?
Mở nữa hả? Thôi mở một cây thôi. Giờ mình đem vô mình để dành đi, mai mình mở tiếp nha. Mở tiếp luôn hả? Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ mở cây kiểu bút màu hồng nha. Để coi coi nó có gì bên trong nữa ta. Nãy có con khủng long rồi nè, giờ không biết con gì nữa. Wow, cái cây nó cũng màu cam luôn các bạn ơi. Hai cái cây màu cam luôn. Rồi đập nó coi. Wow. À, một con khủng long màu vàng nữa các bạn ơi. Hai con khủng long sinh đôi luôn. Hai màu giống nhau luôn nè. Cái này con bự, cái này con nhỏ. À, con khủng long. Ai vừa ở đây trù ơi ơi trời ơi nó sức ra luôn rồi nè. Nó sức cái này gắn luôn rồi nè. Rồi gắn vô đi bằng Ken nè. Các bạn ra đây quá trời cây mút luôn nè, để dành ngày mai hả cho bằng Ken đem vô trường cho các bạn ăn nha. À, như vậy là xong rồi các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn. Bye bye. Máy bay kẹo luôn. Máy bay kẹo luôn. Bye bye.